tắt nước bất cá nhá. Mình đang nhặt ốc nha anh em nhá. Đấy. Đây con ốc đây. Đấy. Mình sẽ mang về làm ốc xeo cây nha anh em nhá. Đó. Đây vũng nước này thì bé thôi anh em ạ. Kiểu như họ không cho nước vào ruộng nữa ấy, mọi người, nó sẽ thành vũng thế này, cá nó sẽ đọng lại ở đây ấy, mọi người ạ. Đó. Vì đúa nó sắp chín rồi mọi người ạ. Đây này. Đó. Ok nha, bây giờ mình sẽ xuống để dọn những cành cây để mình tắt nước nha em nhé. Bây giờ mình chuẩn bị tắt nước nha anh em nhé. Đó. Tắt phát cho nó cạn cái này anh em ạ. Để mình bắt cá nha anh em nhé. Nhặt ốc đi. Để... Làm một ốc cây như thế này. Con to nó. Để con bé nó để nó lớn đi. Cá bé à. Con nước này cũng khá mệt đấy mọi người ạ. Lúc đấy thấy một con chui vào đây anh em ạ, nhưng mà không biết nó đi đâu rồi. Nhiều nước phết đấy. Mệt phết đấy chứ, không đùa đâu. Ê, con cua. Cái gì đấy? Con cua. Đâu? Ô, con cua. Con nào đâu? Đây mình đã tắt xong nước nha anh em nhé. Mình nhặt vài con ốc đây anh em ạ. Thì có món ốc xeo cây đó. Đây ốc đây nha anh em nha. Đây, đây. Mình sẽ làm món xeo cây nhé mọi người nhé. Ok. Đây có con này. Con này cho mọi người có không? Con này ăn vùi ngậy lắm mọi người. Ui. Đây. Ok. Lúc mình tắt nước thì có một con ở trong này nó khuấy mọi người. Nghe thấy tiếng nó khuấy. Trong này chắc con to lắm mọi người ạ. Đấy. Mình thò thử xem cho mình. Anh ở còn lá nữa không? Cháu à, kìa nữa. Ui ui. 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 Anh đi. Đi đâu rồi? Kìa ở chân. Đấy à, bắt được một con nha anh em nhá. Đây này. Mọi người ạ. Cá là lóc nha mọi người. Ý à, nhảy ghê nhỉ. Đây nha anh em nhá. Con cá lóc con này bé rồi mọi người ạ. Đây. Đó. Mình cho vào túi rồi nhá anh em nhá. Mình không biết có còn không. Còn đấy. Ừ.
lắm. Không biết lấy hòn đá này ra kiểu gì nhỉ. Ui, không ra được, to lắm. Đá thì nó ở trong này. Đấy khó thế nhỉ. Ui. Lấy que gì chọc chọc qua đi. Quá anh em ạ. Đi ra đây. Đi ra đây bạn ơi. Đi ra đây. Đi ra đây. Đi ra đây. Khó thế nhờ. Thế nhỉ? Ui, kiểu như nó con này nó trơn rồi mấy anh em ạ. Quá trơn luôn. Con này nó khá cũng khá to đấy. Nhanh hơn mình ạ. Nó biết nhảy. Ôi nó biết nhảy. Cuối cùng cũng ra rồi anh em ạ. Đâu rồi. Ui à. Ui. Ấy à. Biết tôi ạ. Đây nhá anh em nhá. Con này to hơn này người ạ, đây này. Ây. Khá to đấy mọi người ạ. Ok, còn nữa. Lúc đấy sờ thấy mà nhưng mà không biết lấy kiểu gì ấy. Đó ở trong hang này mọi người ạ. Nhỏ quá. Thò tay vào được thì ngon lắm ấy. Lại có thêm một em nữa. Đưa cái kia ra đây nào. Cho vào cho nó dễ mình ạ. Vẫn còn nữa mà. Nhưng mà nó thích sâu trong này. Chẳng biết lấy kiểu gì ấy. Con này nhanh thực sự luôn đấy. Bây giờ mình đã đáy hết cá nha mọi người nhé.
Đây là thành quả của mình hôm nay đây mọi người. Đây. Một con hến thì được ít thôi mọi người. Còn con cá thì được 1-2 con thôi, vài con cua. Đấy mọi người thấy video mình hay thì hãy like và đăng ký kênh và chia sẻ video giúp kênh mình với nhá mọi người nhá. Chào mọi người nhá, mình đi về đây mọi người ạ.